Kết quả Ajax 1-1 Inter Milan, Ronaldo tịch ngòi trận thứ tư liên tiếp. Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn ở trận Ajax vs Inter Milan khi có trận thứ tư liên tiếp tịch ngòi. Ajax cũng không thắng 4 trận gần nhất với 2 hòa và 2 thua. Bàn thắng Ajax vs Inter Milan. Ajax, Gareth, 23. Inter Milan, Fratti, 44. Trong 4 trận giao hữu tiền mùa giải 2023-24, Ajax mới chỉ thắng đúng trận đầu tiên trước Farense của Bồ Đào Nha ngày 5 tháng 1. Còn lại, họ thua 2-0-5 trước Celta Vigo và 1-4 trước Benfica, cũng như hòa 0-0 trước đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ của PSG. Ở trận đấu với Inter Milan, Ajax quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng khi tung ra sân đội hình mạnh nhất với các ngôi sao như Ronaldo, Brozovic, Seko Fofana hay Alex Telles. Đội bóng của Saudi Arabia tấn công ngay từ những phút đầu với sự năng nổ như thường thấy của Ronaldo. Và họ sớm có được bàn mở tỷ số ở phút 27. Từ đường đập nhã của Ronaldo với Talisca, bóng đến chân của Gareth và cầu thủ này đã dễ dàng đệm bóng tung lưới Inter. Ronaldo không thể ghi bàn ở trận Ajax vs Inter Milan. Sau khi có bàn thắng, Ajax thi đấu hoàn toàn trên cơ so với Inter Milan. Tuy nhiên đúng vào phút 44, họ đã bất ngờ bị thủng lưới. Từ đường tạt bóng của Dumfries, Fratti bật cao đánh đầu hiểm hóc để gỡ hòa 1-1 cho Inter Milan. 1-1 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Inter mới là đội lấn lướt hơn. Trong khi đó, Ajax gặp khó khăn trong việc cầm bóng khi các ngôi sao được rút ra nghỉ. Họ hầu như không tấn công trong hiệp đấu này và không tạo ra được bất kỳ cơ hội nào trong các pha phản công. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 1-1. Inter có trận thứ hai liên tiếp không thắng ở loạt giao hữu tiền mùa giải sau khi thua 0-1 trước Man City ở trận đầu. Trong khi đó, Ajax đã không thắng 4 trận liên tiếp, còn siêu sao Ronaldo cũng tịch ngòi từng đấy trận. Đội hình thi đấu Ajax vs Inter Milan. Ajax, Nawab, Sultan Anganham, An Ami 46, Madu, Ali An Hassan 46, Lajami, An Fatil 46, Telles, Konan 46, Seko Fofana, An Khaibari 46, Brozovic, An Naji 46, Muta Ali 71, Gareth, Adam 46, Khalid Anganham, An Busai 46, Talisca, Saluli 46, An Aliwa 67, Ronaldo, An Sulai 46. Inter Milan, Filip Stankovic, Di Gennaro 72, Bissek, Darmian 46, Jevic, Acebi 46, Bastoni, Alexandra Stankovic 72, Dumfries, Cuadrado 46, Barrel, Sensi 46, Calangon, Aslani 46, Fratti, Fabian 72, Gosens, Di Marco 46, Lautaro, Esposito 72, Correa, Thuram 46. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.